mới cấp xe đi ra. Đấy, ba má của Nhan bác ba họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. Tại sao mấy đứa nhỏ đi ra hết. Mấy đứa nhỏ đi ra hết để không có. Xem. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã tới cái cầu Skyway rồi. Thì cũng giống như các bạn đã thấy rồi đó, hồi xưa là cái cầu này là nó sẽ bắt qua biển luôn. Hồi xưa là cái cầu này nó bắt qua biển luôn, nhưng mà xui một cái là một cái chiếc xà lan nó đi theo hướng đó, nó đụng vô cái chân cầu này và chân cầu này bị gãy. Và bây giờ người ta đã chặn lại rồi. Thì người ta đã chặn lại rồi các bạn. Bây giờ người ta xây cái cầu mới bên kia. Các bạn thấy giống như cái cầu Cần Thơ không? Đó. Các bạn thấy giống như cái cầu Cần Thơ không? Thì chỗ này hồi xưa là cái chiếc xe mà mình nói là cái chiếc xe cuối cùng mà nó thắng lại khi mà cái cầu này nó bị sập á, là ngay đây luôn các bạn. Đó, là cái chiếc xe đó nó xém gớt xuống biển luôn các bạn ơi, nó xém gớt xuống biển luôn. Bây giờ người ta chén xi măng rồi đó, các bạn nhìn nè. Trời ơi. Đó, bây giờ mình đứng ở đây là cái cảm giác giống như là cái xe của bạn nó đang chú xuống biển nha, tại cái cầu này là nó bắt qua kia mà. Đó, thì người ta xây cái cầu mới, cái cầu mới thì nó cao gấp mấy lần cái cầu cũ luôn các bạn. Tại vì ở đây gió rất là nhiều, khi mà hồi xưa khi mà cái chiếc xà lan nó chạy đó thì theo cái lịch trình của nó là nó sẽ chạy thẳng, nhưng mà bữa đó giông bão đó nó thổi chiếc xà lan bị lệch qua một bên, và cái chiếc xà lan nó vô tình đã đụng vô cái chân cầu, và nó đã gây cái ảnh hưởng là sập cái cầu. Nhưng mà cái số người chết ở trên cái cầu này chỉ có 35 người thôi. Và cái chiếc xe cuối cùng mà thắng lại đó, chiếc xe đó đã được chụp hình để làm nên lịch sử. Và bây giờ mình sẽ đi câu cá thu các bạn, câu cá để coi bữa nay có cá gì các bạn nhé. Thì để trước tiên câu cá thì mình sẽ múc nước biển đi các bạn. Rồi bây giờ bên đây thì mình sẽ vô cần để câu cá. Câu cá mồi. Câu cá bự các bạn. Hả? Giữ đi. Bây giờ kêu bạn giữ kìa. Bỏ túi đi. Coi nước. Phải câu cá biển là phải theo con nước vô ra các bạn nha. Thì con cầm luôn chứ. Mọi người cần chìa khóa. Em đang không có câu mà. Rồi bỏ vô đi. Ok. Em câu dây 8 lưỡi rồi câu 1. Đây là cây lưỡi câu 8 lưỡi các bạn. Đó, nó có 8 cái lưỡi sẵn ở trong. Mày chỉ câu có 4-5 cái lưỡi à. Mày gỡ rồi, mày gỡ hồi nói nó nhí. Mày phải móc vô cái cần trước, cái cần trên. Cắt thành đôi. Chặt coi cũng quá. Mày lùng. Hôm nay đừng câu cùng với công nhân đó nha. Bây giờ hiện tại là 5 giờ sáng thì mình sẽ mặt trời mới lú dạng các bạn. 5 giờ sáng ở bên tiểu bang này thì nó cũng hơi sáng, nó không có tối. Bây giờ thì mình đi vòng vòng. Những con chim này nó rất là khôn các bạn. Những con chim này khi mà họ thấy mấy con chim này thấy mình câu có cá lên á, tụi nó sẽ đáp gần mình, nó không có sợ mình các bạn. Rồi nếu mà những con cá nào mà mình không lấy, mình dục cho tụi nó thì tụi nó ăn luôn. Còn những con cá nào mình lấy thì tụi nó nhảy lên nó giành với mình. Mấy con chim này nó không có sợ người các bạn. Hải ông phi sứ. Ở đó có con bồ nông biết bự luôn. Mẹ lại đi coi con bồ nông bự quá mẹ. Mấy cái con bồ nông này á, nó hay giành cá với người ta đó các bạn. Người ta câu được xong cái nó lẹ nó đớp, rút cuộc rồi cái nó bị dính vô cần câu luôn. Trời, nó không sợ mình luôn các bạn. Nó không sợ luôn. Trời các bạn ơi, mình đứng kế con bồ nông mà con bồ nông nó không bay luôn các bạn. Nó không sợ mình luôn.
ở bên đây còn một con bồ nông khác nữa. Trời, cái mỏ gì đó, cái mỏ đó nhìn kìa. Bây giờ mình đang ở bên đây để mình câu cá mồi. Câu cá mồi. Thì mình cứ thả cái lưỡi câu xuống đi cho nó đụng đáy, nó đụng đáy xong rồi cái mình cho cái dây nó căng ra. Mình câu này là mình câu mồi đụng đáy. Đó, các bạn thấy cái khúc cầu không? Cái khúc cầu này nó bị gãy nè. Đó. Bây giờ người ta để cái khúc cầu này thì không có đi ra được. Cái khúc cầu đâu mực đâu? Ô, các bạn có con mực kìa các bạn. Các bạn thấy có con mực không? Mực. Nếu mà các bạn nào mà đi đúng dịp á, ở đây nó có rất là nhiều cá. Nó bơi. Có cá nha. Ồ, wow. Ô, chết rồi, trời ơi, các bạn ơi, mới có xuống mà nó đớp rồi các bạn. Trời ơi, mình mới có con yellow tail, có nghĩa là con cá đuôi vàng mà nó đớp. Trời ơi, nó dám ăn tay trên của mình các bạn ơi, trời. Nó đớp lẹo các bạn. Rồi, nó đớp con cá của mình rồi. Các bạn ơi, cái con cá yellowtail đó là cái con cá nhỏ cho nên mình không được bắt. Nhưng mà giờ con chim nó bắt trước rồi cho nên con chim này nó phạm luật. Mình phải bắt nó bỏ tù các bạn, phải bỏ tù. Trời. Còn con cá nó còn nằm ở cái cổ đó kìa. Trời, con cá bự quá, nó không nổi các bạn. Đó. Nó nuốt không được con cá các bạn ơi. Đây đem lại giúp nó chưa? Còn kìa. Còn cái cổ nè, còn cái cổ nè. Nó thấy con này lại, nó sợ này giúp nó nào, nó giữ nó. Chưa. Chưa nữa. Rồi vô rồi. Con cá dính ngay cổ họng đó các bạn ơi. Con cá còn sống á. Rất nhiều con lại quá. Dành cá là... Ôi trời, ba con luôn. Bốn con dành một con cá các bạn. Năm con luôn. Chạy hết ha. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình lấy chày ra để mình chày cá các con để mình câu cá bự các bạn. Thì ở bên Mỹ này có rất là nhiều loại câu cá các bạn. Khi mà các bạn câu cá đó, các bạn có thể dùng chày để câu cá con, để câu cá bự. Nhưng mà có nhiều con cá đó, khi mà các bạn câu bằng chày mà các bạn dính đó, các bạn phải thả nó ra, tại vì có những con cá nó không cho các bạn câu bằng chày nha các bạn. Ok, có những con cá thì họ cho các bạn câu bằng chài, tại vì những con cá đó nó quá nhỏ đó. Đây, bây giờ thì mình sẽ chài cá biển để lên làm mồi câu cá bự. Mấy con bồ nông đó nó đang đứng chờ mình các bạn, mới câu được con cá mà năm con bồ nông kéo tới luôn.
để coi mình có nhiều cá mình cho tụi nó ăn các bạn. Trời ơi, ở dưới kia cũng có người ta chài nữa các bạn, thì đa số là người ta chài. Ồ, dính nữa một con nữa rồi. Dính nè. Đuổi nó đi, đuổi nó đi. Đó, bây giờ các bạn thấy không, tụi nó thấy cá tụi nó bay lại nè. Kéo lên vai, kéo lên. Đây, rồi, ok. Đây, để giúp đây. Đây, cho đây nè. Ok. Đây là một con yellow tail các bạn ơi. Em cầm anh, cầm lại. À, chị hãy cầm giùm em kìa. Chị chia vô. Cầm con cá lên, cầm con cá lên. Mượn cái chìa khóa thì con đi lấy cái bao tay cho. Ồ, nó nuốt lưỡi rồi. Cái hậu này dở, con vừa làm một cái lớn. Ôi, mình lấy cái kìa. Cái kìa, bà cầm thì khỏi nhà đen lấy nè. Cái này là mồi câu ha, còn cái lớn hơn rồi. Dạ. Mà vậy đó, xin lấy ra kinh điểm, vậy lấy ra. Mà đứng rồi đủ mà. Đẩy vô một cái kéo ra. Rồi, có mồi rồi đây. Các bạn ơi, đây là một con yellow tail, con này giữ được không vậy? Không, nhỏ. Mình làm mồi đó ha. Thả đó. Thả hả? Để cho nó ăn đi hả? Không, để làm mồi câu. Gắn mồi vô câu cá lự. Thì nó bay lại kìa. Mình chài lưới lên đi các bạn. Đâu đi. Con tiếp đi. Cá vô các bạn ơi, cá vô. Đuổi nó đi. Thôi gì đây à, đây. Em cầm. Giống cá thường hả? Dạ giống. Nó canh sẵn đó, có cái rổ không đậy lại đi. Cái cổ nó dài nó bọc một cái là mình mất cá. Mấy con này mất nết hả? Cái nào ăn như mày, nào cúng như mày. Nết na gì hết, hiện chỉ độc thân à. Câu đi Mậu ơi, cao quá, nước ấy thì sao mà câu trời. Kìa nó canh, kìa nó bay là nó canh. Đồ mất nát hà, mấy con quỷ sứ này. Em cầm anh em quay lên đây. Anh nè, anh lấy đi, em cầm cho. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ câu móc ngay đuôi cho nội. Đây ngóc cái mình á. Kìa ba nữa kìa, đuổi nó. Kìa, đi mày, đi. Cút xíu, cút, đi. Xiu. Mẹ ơi, đuổi con nói con nha ơi. Xiu. Đi mày, đi chỗ khác. Cái này là không có được ăn. Đi. Cút. Kìa nó lại nữa kìa. Cút xéo. Cút. Đồ ăn là đồ cúng. Đây mày. Đây. Ok các bạn ơi, bây giờ mình cho vợ mình đứng đi canh cá vự đi các bạn. Nãy giờ sáng sớm mấy cái này nó đói bụng, nó chưa có ăn các bạn. Sáng sớm giờ mình câu được mấy con cá nhỏ, hai con cá nhỏ luôn. Mấy con cá này thì mình để làm mồi để kinh câu cá bự các bạn. À. Thì nếu mà các bạn nào mà có ghé qua Florida thì các bạn có thể tấp xuống đây để câu cá chơi cho vui cũng được.
À, ở đây thì tiểu bang Florida câu cá không cần bằng, các bạn có thể câu, các bạn không có cần bằng gì cả. Nhưng mà có một số loài cá thì họ không cho các bạn bắt, tại vì nó nằm ở trong cái danh sách gọi là cấm câu. Các bạn câu lên các bạn phải thả xuống nha. Còn có những con cá là các bạn phải tự câu theo mùa, chẳng hạn như là mùa nào các bạn được câu, mùa nào các bạn không được câu. Tại vì theo cái mùa sinh sản thì các bạn không được câu đó. Bởi vì các bạn cũng phải hỏi ý kiến của những cái người mà sống ở gần đây các bạn nha. Cái bà này bà chế cái đồ dắt cái cần câu hay quá nè. Anh hai, bà này bà chế đồ dắt cần câu hay quá nè. Không, cái này của anh ta, bà đó của anh ta chứ. À. Họ chế cái đồ dắt cần câu hay quá các bạn. Họ gắn vô cái thành cầu này xong họ để cái ống nước đó xong họ gắn cái đó vô. Bạn ơi cá này. Ủa, cá chích hả? Ừ, con này con cá chích nè. Cá chích các bạn ơi, ơi mình câu cá chích, mình làm gỏi cá chích ăn. Cá chích các bạn ơi, cá chích. Em ăn gỏi cá chích không? Trời ơi, các bạn ơi, đây là con cá chích ở bên Mỹ. Để mình, người ta nói ăn gỏi cá chích ngon lắm, để mình ăn thử coi. Phải, anh hai mới đổi á. Bây giờ nước nó đang lớn các bạn ơi. Cá là nó vô từ từ nha các bạn. Mình phải đợi nước nó vô thì cá nó mới đi theo con nước nó đi vô các bạn. Bây giờ cá đi nước đang lớn. Nãy giờ mình toàn là cá con không à. Cho nên mình chưa có cá bự. Đợi nước lớn lên rồi mới có cá bự các bạn nhé. Em có phải là cái người làm YouTube mà dạ. Người ta nghèo người ta ăn. Các bạn ơi, mình qua Mỹ mình gặp một fan hâm mộ của mình ở bên Florida. Đây chú này cũng coi YouTube của mình nữa. Có nhiều lắm. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, đi Walmart, đi tùm lum tà la. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bữa nay là đi qua bên Florida câu cá biển. Đó, giờ chú này đang thả lưới ra. Wow, một cách thả lưới rất là điệu nghệ. Bạc Liêu gì quá. Dạ, Bạc Liêu. Ồ, đúng rồi. Dạ. Ba em ở dưới đó. Ồ, dạ. Ba em ở dưới đó. Gia đình qua đây chơi hả? Dạ, gia đình em ở Missouri đây, gia đình anh vợ bên đây. Bên đây anh vợ. Muốn qua về đây luôn hay sao? Không, qua chơi mấy ngày à. Dạ, gia đình anh vợ bên đây. Có cá không bà, có cá không? Hả? Có không? Đâu? Ủa gì hả? Có dính cá nữa hả? Chị hai câu đi, chị hai câu. Ô, các bạn ơi, đụng xe rồi. Trên cầu kia có tai nạn đụng xe trên cầu các bạn ơi. Chuyện nè. Ủa mình câu cá gì của nó cũng ăn hả anh hai? Dạ. Mình câu cái gì nó cũng ăn nữa hả? Cái gì? Không, cá còn chìm. Ok, đâu. Bây giờ mình sẽ câu phao các bạn ơi. Ủa gỡ một dây gì hồi nó gói hết, để anh làm lại cho. Ủa các bạn ơi, lại dính cá nhỏ nữa. Có mồi. Đây, lấy kìm. Trời, bự không? Đây, lấy đây. Đi đem làm bên đây. Đi qua liền. Đâu, ủa, bà vô cá hả? Hả bà? Vô cá hả? Ủa, bà dính chứ? Dính cá luôn hả? À.
Đây em qua đây anh. Đi đang làm. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đi qua đây mình câu cá đây các bạn. Sáng giờ mình cũng câu được vài bà con. Nè có mồi đi nha. Đây quăng chưa? Nè cầm. Đây. Cầm. Chỉ cho anh. Ơi cá heo kìa. Làm lại đi. Các bạn, đó, bây giờ mình giữ cá heo nè. Các bạn ơi, cá heo nó bơi vô tới biển luôn các bạn. Nó bơi vô tới bờ luôn. Nè, con cá heo nó đi theo cái con cá như thấy cái phao mình không? Trời mới thấy cá heo luôn. Vì là nãy cá ăn cá của em hả? Đội xứ. Em cầm em. Chị vô đó nha. Đội xứ hà. Kệ rồi. Những cá này hổn. Ok. Cá mối các bạn ơi. Cá nào không ăn hả cô? Không. Ủa. Con bự lắm. Trời, ủa quá vậy? Ăn không? Con này không biết. Lấy. Ăn không thì lấy. Thôi lấy. Cá này ngon lắm. Hồi nãy có con bự quá. Dạ. Để cô chụp kìa. Có cái khăn thì mới được. Ủa, có khăn. Nhận được kìa. Các bạn ơi, lại thêm được một con cá nữa các bạn. Đây con, đây là con này là con cá lóc biển, con cá mối. Nhìn nè. Wow. Con cá này ăn cũng được, giống như con cá là thời lòi vậy các bạn. Dụ nó đi. Cho nó tới nó ăn. Bỏ vô đây. Rồi ăn rồi. Đây là nhân viên thu gom rác. Rồi, nhân viên thu gom rác ở bên cầu Skyway. Có cá không? Có cá heo hả? Không có cá hả? Đâu rồi, đó rồi. Đây. Rồi, bữa này. Dính chưa nè, dính chưa? Ồ. Trời ơi. Chưa. Kìa. Ông ngoài đó. Cánh vàng kìa, thấy chưa? Ồ, đúng rồi. Trời, cái đuối các bạn ơi. Nhìn nó thấy không, nó bơi kìa. Không dính hay này, không dính nó được hả? Đâu, cái đuối đâu. Đó. Bên đây bắt nó chạy, nó kìa. Rồi kìa, nó mới bơi ngay hướng đó. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi qua, mình quay xe của fan hâm mộ của mình đây. Cò
À, trời ơi. Chả quá trời luôn các bạn ơi. Cá mồi. Dạo bên nữa nhành nào. Đây là xe của một người fan hâm mộ của mình đi chuyên đi câu cá tại Florida. Có đủ đồ nghề hết luôn các bạn. Các bạn ơi, fan hâm mộ của mình cài chạy được cái gì bự quá nè. Cái này cái gì chú? Sea pass hả? Là cá cá sọc biển. Cá này có lấy được không chú? Không đủ size không được bắt. Ồ, uổng quá các bạn ơi, cá này không đủ size, không được bắt, các bạn phải đẩy lại biển thôi. Coi giống như con cá rô của mình đi các bạn. Nó ngon lắm. Tiếc quá. Các bạn thấy không, cái con cá mặc dù nó bự như vậy mà mình cũng không được bắt luôn, vậy thấy xuống biển là chú hả? Rồi ổn quá. Một con là 500 đồng. Một con như vậy mà các bạn bắt là nó phạt không? Đó, mình mới quăng một con cá xuống biển. Mình mới quăng 500 xuống biển các bạn. Không, nếu mà mình giữ nó lát nữa người ta tới người ta thấy mình đó, người ta phạt mình 500 đô các bạn. Bây giờ mình phải thả xuống biển thôi. Tiếc quá. Wow, câu quá trời các con luôn. Fan hâm mộ của mình chạy cá giỏi các bạn ơi. Chú có bà con bên Việt Nam chú? Con người Việt Nam mà. Cho bà con chú cứ coi. Cái kia mấy đứa nhỏ nó cứ bấm đi. Dạ, cái còn con kìa chú. Ồ. Lại không lấy hả chú? Mày quá trời cò luôn các bạn ơi. Thằng không? Trời đi câu cá mà có xôi ăn nữa ta. Sướng quá vậy. Sướng quá vậy. Nãy em kia bạn cãi nãy hai người cãi em chi? Nó đem theo mì gói không chị? Không có quên đâu rồi. Bây giờ mình thu đội, mình chuẩn bị ra ngoài chỗ kia để câu cá thu các bạn ơi. Bữa nay đi gặp một chú fan hâm mộ của mình vui quá. Ủa cái này là cục gì chú? Nắp quy. Nắp quy luôn hả? Nắp quy nè. Ồ, xài lâu không chú? Lâu luôn hả? Nguyên ngày luôn á. Wow, đã vậy. Dạ. Ok, cô ra trước đi rồi còn tụi con dê xe kìa. Dạ, gặp cô quải. Các bạn câu cá ở cái chỗ này mà các bạn uống một lon bia á mà nó thấy được á là nó phạt 500 đô. Chú đi gặp cô quải nha. Ok cô. Tạm biệt fan hâm mộ. Đâu? Cái heo nãy nó vòng vòng đây nè. Gì nó ăn con cá của ba rồi đó. Ừ. Cái trường rồi đó không có đó. Nó ở trường là 2 lần luôn. Cười. Trời, một mình ổng mà tới hai người phụ luôn đó. Bồi bát quá. Quay cái trại nha. Qua đây. Ở đây nè, có chân cầu á, có chân cầu.
Trời ơi, không cột lại là gớt cái chai cái trụm luôn á nha. Ông quấn cái tay ổng nó hồi nó gớt cái chai cái trụm luôn. Có, nó có sổ vô đây rồi. Dạ. Sợ là nó ai xuống dưới thì có. Sợ là không bay nổi đâu. Trời ơi là trời. Bắt chước cái thằng kia. Ok các bạn ơi, như vậy là xong một chuyến đi rồi. Bây giờ mình tạm biệt fan hâm mộ của mình. Các bạn fan hâm mộ mình vẫn còn ở lại câu đó. Thì bữa hôm nay là trời không có sóng, không có gió, cho nên cá nó không có vô nhiều cho mình, không có được các bạn nhé. Nhưng mà rất là vui là mình đã gặp được fan hâm mộ của mình ở đây. Họ cho mình rất là nhiều cá. Bữa đi ngon lành. Bữa nay trời yên quá cho nên cá không vô các bạn ơi. Phải có sóng gió cá nó mới vô. Anh ba vô làm bệnh nôn rồi, gọi mấy ba mẹ em tới đâu rồi.